ta xem tiến hành lọc chú chó. Bình thường con chó này lọc ra làm cái gì nhiều anh? Làm hấp này, nướng. À, hấp nướng. Với cả tiếng ạ. À. Hai người lọc. Thế là mới nhanh được cái nhỉ? Đây hôm nay là làm ít, 30 tháng 4, 1 tháng 5 làm ít. À, à thế à. Thank you.
theo ông chủ đây, ông chủ sẽ tiến hành làm tất cả các loại món. Đầu tiên là nướng đây. Quảng cáo xem bát bún 30 tiền của con đúng là bây giờ 30 mấy năm trong nghề khác nhỉ. Đấy bây giờ phải xem ông chủ này. Xào sáo bóp. Bóp như. Bóp như là bóp cái gì ấy nhỉ? Bóp như bóp. Nắn bóp. Bóp cái gì nắn bóp. Đấy, phải làm đấy không ạ? Đúng là bóp xong cái thấy nó dậy cái mùi thơm rất là thơm luôn. Xào riềng. Đúng là thịt chó của anh gây nhiệt nó khác ấy. Đấy thuốc đấy. Xem ạ. Ok. Có mỡ để bên cái đồ kia rồi. Làm đầu bếp thì cũng đào tạo con làm theo luôn nhỉ? Thì anh hai con theo theo nghề hết à? Ừ. Thằng bé đó ở bên kia đấy. Hai cháu nhà hai hai không không có một cô con gái nào? Có một con mẹ không? À mẹ đó rồi. Ừ. Đây các bạn nhé, sau khi ướp tẩm ướp hết gia vị thì bây giờ sẽ xiên lại cái xiên như thế này này để cho lên nướng này. Tức là tuổi nhau nhưng mà cái kinh nghiệm va chạm thì nhiều hơn. Đấy. Tuổi nhau nhưng mà cái vấn đề là làm nghề quanh tay nghề làm lâu năm thì ông không bảo. Thưa anh từ 13 tuổi đấy là thực chất là làm nghề luôn mà. Anh từ đầu cuối. Đây nghề của anh này. Chính là nghề trò. Anh làm lúc người anh 13 tuổi. Chịu khó nhỉ? Chịu khó anh 40 năm nay. Chịu khó nhỉ? Đúng là người đấy dưới xuôi chịu khó. Khó lắm, đói. Không, về đó thật sự. Bỏ học lớp 7, bỏ học đi làm. Ờ, thế là chịu khó là bọn em trên này học xong chán thôi. Xong bắt đầu mới gọi là nhâm nham mới biết đi làm. Về đúng không? Đầu giờ chiều anh nướng. Ờ, đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, quá rồi. Đây là những cái miếng thịt bây giờ anh sẽ nướng lại. Để bắt đầu mới cho khách ăn thưởng thức. Bên kia kìa là cái tỏi chó. Tỏi chó là món này anh tự chế ra hay phải không? Ừ. Rất là ngon mà nhá. Đấy, gì đâu. Chó xiên nóng hổi đúng không? Đây máy quay này hả? Máy quay này, máy đứng máy bỏ à? Không dùng được đúng không? Không gì bằng tay nữa. À, đúng rồi, không có gì bằng tay mình thật nhỉ? Wow, hấp dẫn nhỉ? Bây giờ tỏi chó mà giá cả nhiêu anh? Vẫn thế, 4.000 cái này đúng không? À. Cái gì cũng cắt rồi mà. Nhưng mà vẫn giữ giá phải không? Vẫn giữ giá. Đấy, nhìn hấp dẫn chưa? Cái xiên thịt, wow, ngon thế. Làm xiên này thì rồi, chấm tí mắm tôm, tuyệt vời. Xiên đằng giờ vẫn là bao nhiêu tiền anh? Vẫn 100 nghìn ba xiên. Vẫn 100 nghìn ba xiên thôi. Đúng rồi, sất một đĩa là 100 nghìn, bác nhỉ? Đây là một đĩa tổng hợp đây. Gồm đầy đủ các thứ các bạn nhá, nhìn thấy không? Đấy, rất là ngon. Thế này tổng hợp như này như làm cũng là 100 nghìn nhỉ? Chắc là như vậy thôi, vì anh bảo một đĩa nhỏ là 100 nghìn. Cái này cũng không giàu lắm. Chắc bình thường một đĩa tổng hợp riêng cái thịt hấp này là 100 nghìn này. Đấy hỏi đây, nước chấm mắm tôm này, cuốn canh này, đầy đủ mắm tôm đấy, phải đầy đủ mọi thứ. Đây, vâng mời anh và các bạn nhá, làm tí bia đi, còn thiếu món tỏi chó nhưng mà tí ăn sau.
khá lâu không uống bia. Đây các bạn nhá, thưởng thức đi. Bây giờ mình thấy cái món thịt xiên nướng này, nóng hổi này, ăn ngay mới ngon này. Làm miếng đi, này, ngon chưa? À đây, đây có cái tỏi ra đây, tỏi vừa ra, đây tỏi chó vừa ra, ui rồi ôi, ba cái mà gặp này, đây các bạn nhá. Nhưng mà nói gì nói về phải làm miếng thịt hấp đó, à thịt nướng. Để cho mình thử thịt hấp. Mình thử thịt hấp nha, chấm cho chó, phải chấm không ngập nó nè. Ngon tôm. Đấy. Ngon lắm. Ngon lắm. Ra vấn đề. Các bạn cái thịt xiên nướng ăn tuyệt vời thật, đúng không các em? Cái bì của con chó bên ngoài nó vẫn còn độ giòn các bạn nhá. Ăn bên trong nó vẫn mềm và ngọt lắm. Được rồi. Đây anh em mình vừa gọi đây, ui. Và đây là một thịt hấp. Đấy, ăn miếng thịt hấp nào. Ở đây anh Thái thái thịt hấp. Anh rất là mỏng, không nước chấm mà pha nước chấm rất là quan trọng luôn. Đúng rồi, anh nước chấm anh pha ngon đấy. Tuyệt vời. Đây là thịt hấp. Đây. Thịt hấp rất là ngon. Rồi.